Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính cho ngày hôm nay. MU sang cửa trước một Osimhen, mơ song tàu đang sợ cùng Hoi MU trả 12 triệu bảng ký đại thay Ten Hag. Chín thống kê gây sốc thể hiện sự sa sút của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU trả 12 triệu bảng ký đại thay Ten Hag. Với những màn trình diễn không như mong đợi ở mùa giải năm nay, Manchester United đang cân nhắc kỹ nữa tương lai của Erik Ten Hag nhiều nguồn tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford có thể chờ đợi sự góp mặt của Dan Hudson và tìm kiếm một thuyền trưởng phù hợp với người được kỳ vọng sẽ ngồi lên vị trí giám đốc thể thao của câu lạc bộ. Theo nhà báo Mike Macra, bên cạnh Graham Potter, quỷ đỏ đang cân nhắc phương án mang tên Roberto De Zerbi, chiến lược gia người Ý đã giúp cho Brighton khẳng định vị thế và phát triển một số tài năng đánh giá ở một giải trước. Ở thời điểm hiện tại, Josep dưới sự dẫn dắt của ông vẫn đang tạo sự khó chịu nhất định mỗi khi chạm trán các ông lớn. Vì thế, De Zerbi ngày càng thu hút sự quan tâm từ phía MU. Tuy nhiên, để có thể trước mộ thuyền trưởng người ý ngay mùa hè này. MU sẽ phải chi trả 12 triệu bảng để bù hợp đồng giữa ông và Brighton. MU sáng cửa trước mộ Ocean mới sông tàu đang sợ cùng Hoi Nun. Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 chưa mở cửa nhưng các đội bóng đã lên kế hoạch chiêu mộ nhân sự. Còn với Napoli, họ sẵn sàng cho tương lai vắng tiền đạo Victor Ocean Hand, chính chủ tịch của câu lạc bộ này xác nhận. Ocean Hand sẽ rời Napoli vào mùa hè tới nếu đội bóng thành Napet nhận được đề nghị phù hợp. Chelsea và Arsenal là hai đội bóng đang theo đuổi Ocean Hand trong thời gian dài và hiện họ vẫn quan tâm chiêu mộ ngôi sao người Nigeria. Tuy nhiên, hai đội bóng này sẽ phải cạnh tranh gắt ga với MU và PSG. Theo tờ The Independent của Anh tiết lộ, MU đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Osimhen. Quỷ đỏ xác định tài năng của Osimhen là không phải bàn cãi. Chưa kể ngôi sao này có vẻ phù hợp với đội hình lẫn chiến thuật của đội chủ sân Old Trafford. PSG cũng đang quyết tâm tìm người thay thế Mbappe khi ngôi sao người Pháp sẽ rời sân công viên Quốc hoàng tử vào mùa hè tới. Osimhen là mục tiêu hàng đầu của PSG. 110 triệu bảng là số tiền Napoli đòi hỏi ở thương vụ này. Đây không phải con số quá sức đối với MU, đặc biệt khi được sự hậu thuẫn bởi tỷ phú Sir Jim Jacknip, người có trong tay 25% cổ phần tại quỷ đó. Nếu Osimhen cập bến MU, anh có thể cùng Hoynun tạo nên song tấu đáng sợ tại ngoại hạng Anh. Hoynun từng có giai đoạn ghi bàn liên tục cho MU trước khi dính chấn thương. Trong khi đó, Victor Osimhen đang là chân sút số 1 của Napoli khi anh có 13 bàn sau 22 trận trên mọi đấu trường. Trước đây, Victor Osimhen từng khao khát thi đấu ở ngoại hạng Anh. Anh xác định phải có một lần trong đời đến giải đấu số 1 xứ sở sương mù nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. Ramut Hanun đang là cầu thủ được kỳ vọng nhất ở MU. Ramut Hanun ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh nhưng anh dính chấn thương và nghỉ vài tuần. Trong hai trận mà cầu thủ 20 tuổi không ra sân ở ngoại hạng Anh, MU thua 1-2 trước Fulham và 3-1 trước Man City. Cựu cầu thủ Michael Owen cho rằng tiền đạo Ramut Hanun đang được kỳ vọng nhiều nhất ở MU. Anh nói: "Với tình hình MU hiện tại, Hanun đang là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất. Cậu ấy được kỳ vọng sẽ trở thành siêu sao và luôn ghi bàn. Việc những cầu thủ tấn công của MU chơi chưa thực sự tốt cả khiến kỳ vọng vào Hanun nhiều hơn." người hâm mộ MU đang đếm từng ngày để hy vọng cậu ấy trở lại. Cá nhân tôi rất ấn tượng với tiềm năng và kỹ năng của Hoynun, nhưng cậu ấy vẫn là một cầu thủ trẻ đang học hỏi và cậu ấy chưa phải là một cầu thủ toàn diện. Hoynun cần thêm kinh nghiệm, cậu ấy cũng cần hoàn thiện những kỹ năng của mình. Chín thống kê gây sốc sở hiện sự sa sút của MU. Nhà cầm quân vĩ đại Sir Alex Ferguson đã giúp MU bay cao vào cuối mùa giải 2012-2013 khi dẫn dắt Quỷ Đỏ đến vinh quang ở ngoại hạng Anh. Vào thời điểm đó, những người hâm mộ MU không ngờ rằng đó sẽ là chức vô địch cuối cùng của họ trong một khoảng thời gian quá dài. Rất nhiều huấn luyện viên đã ngồi vào chiếc ghế nóng dưới thời hậu sự Alex Ferguson nhưng vẫn phải vật nột để đáp ứng được sự kỳ vọng. David Moy, Luis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik ten Hag đều đã được giao phó trọng trách nhưng tất cả đều chưa thể khiến người hâm mộ MU hài lòng. Để duy trì sự thành công của triều đại Sir Alex Ferguson luôn là điều vô cùng khó khăn nhưng sự sa sút của MU vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Chúng ta sẽ đến với chín số liệu thống kê gây sốc nêu bật sự sát sút của MU kể từ khi chia tay Sir Alex Ferguson vào năm 2013. Đầu tiên, MU đã thua 36 trận trên sân nhà ở Hoàng Anh, Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, trong khi họ chỉ thua 34 trận trên sân nhà trong 21 mùa giải mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội bóng. Thứ hai, MU chỉ giành được hơn 80 điểm trong một mùa giải kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Trong thời gian Sir Alex nắm quyền, Quỷ đó đã 16 lần kết thúc mùa giải với 80 điểm trở lên. Số bàn thắng nhiều nhất mà MU ghi được trong một mùa giải thời hậu Sir Alex Ferguson là 73 bàn trong mùa giải 2020-2021 dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, MU đã trải qua 15 mùa giải và ghi được 73 bàn thắng trở lên. trong kỷ nguyên hoàng anh, MU đã lọt vào top 4 trong 21 mùa giải liên tiếp dưới triều đại Sir Alex Ferguson. kể từ khi nhà cầm quân người Scotland ra đi, MU đã đứng ngoài top 4 trong năm mùa giải gần nhất. MU đã thua hơn 10 trận trong một mùa giải ở Hoàng Anh lần thứ năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson tại câu lạc bộ, đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ thua quá 10 trận trong một mùa giải. Rất nhiều đội bóng như Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham đều giành được nhiều điểm hơn MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Để làm rõ khoảng cách về đẳng cấp, Man City đã giành được nhiều hơn MU tổng cộng 182 điểm ở ngoại Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson đó là chia tay quỷ đỏ. MU hiện đang được dự đoán kết thúc mùa giải năm nay với 62 điểm. Trong kỷ nguyên ngoại Anh, Sir Alex Ferguson mới chỉ 8 lần thua hơn 5 trận trên một mùa giải. Chia tay Sir Alex Ferguson, MU đã trải qua 10 lần thua hơn 5 trận trên một mùa giải. Diễn biến vô để dòng 12 cầu thủ giải MU. Theo tiết lộ từ tờ Sport, Phanh De Jong và người đại diện hiện đang trong cuộc đàm phán tích cực với Barca về khả năng gia hạn hợp đồng. Gần đây, câu lạc bộ xứ Catalan được cho đang có nguy cơ phải bán anh để cân đối tài chính. MU là đội quan tâm hàng đầu tới De Dông. Tuy nhiên, đội bóng của Ten Hag một lần nữa phải nhận cái nắc đầu từ tuyển thủ người Hà Lan vì anh chỉ muốn khoác áo Barca. Bên cạnh đó, theo ESPN, MU đang lên danh sách 12 cầu thủ phải ra đi vào mùa hè này, bao gồm Christian Eriksen, Rafael Varane, Casemiro, Harry Maguire. Cốt McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Victor Gia Jadon Sancho, Donny van der Beek, Facundo Menecci, Brandon Guineam và Anthony Martial. MU U nên giữ hay sa thải Ten Hag? Giữ lại hay sa thải Erik Ten Hag trở thành câu hỏi nhận được sự quan tâm của MU ở thời điểm hiện tại. Trận thua 1-3 trước Man City hồi cuối tuần qua một lần nữa đặt dấu hỏi về năng lực lẫn tương lai của Erik Ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford. Hàng loạt ứng cử viên tiềm năng thay thế Ten Hag được báo chí Anh liệt kê. Bản danh sách bao gồm những cái tên nổi bật như Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel, Ronald Nagoman, Simone Inzaghi. Liệu thay thế Ten Hag có giúp U trở nên tốt hơn? Câu trả lời đôi khi không đơn thuần nằm ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe nhấn mạnh tập đoàn Ineo cần thay đổi môi trường nếu muốn Man United phát triển. Quan điểm này của tỷ phú người Anh hoàn toàn có cơ sở, vì đó đã trở thành một chôn của nhiều đời huấn luyện viên kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Có thể kể đến những David Moy, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Sonsa, Không ai trong số những gương mặt kể trên đạt thành công rực rỡ hay tồn tại lâu dài ở vị trí huấn luyện viên trưởng MU. Ten Hag đang đứng trước nguy cơ trở thành cái tên tiếp theo nọt vào danh sách đó. Cựu huấn luyện viên của Ajax có mùa giải đầu tiên tương đối thành công khi giúp MU vô địch Carabao Cup, nọt vào top 4 ngoài hạng Anh. Đáng tiếc, quỷ đỏ không thể duy trì đà thăng tiến đó. Mùa giải năm nay, MU trình diễn bộ mặt tròi sụt thất thường. Bruno Fernandes cùng các đồng đội dừng bước ở vòng bảng C1, trở thành cựu vương Carabao Cup Song song với đó, một suất vào top 4 đang xa tầm tay của thầy trò Ten Hag khi khoảng cách giữa Man United và đội đứng thứ tư Aston lên tới 11 điểm. Ten Hag là người chịu trách nhiệm chính đằng sau thành tích yếu kém của MU. Tuy nhiên, việc hướng mọi sự chỉ trích về Ten Hag không giải quyết được vấn đề của quỷ đỏ. Man United cần tái cơ cấu tổ chức, điều hành từ thượng tầng. Việc Sir Jim Zakenib bổ nhiệm giám đốc điều hành Omar Pereira, đồng thời chiêu mộ Dan Ashworth cho vị trí giám đốc thể thao là những bước đi đúng đắn nhằm giúp đội chủ sân Old Trafford từng bước lấy lại vị thế ông lớn. Nếu Ten Hag rời đi, ai là huấn luyện viên lý tưởng nhất đối với MU ở hiện tại? Cả ba gương mặt Tuko, Nagoman và De đều sở hữu bộ óc chiến thuật xuất sắc. Zinedine Zidane trở thành ứng cử viên khả dĩ tiếp theo, mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp tỏ ra phù hợp với một đội bóng ổn định, có tiềm lực mạnh mẽ, có đường hướng phát triển rõ ràng thay vì cầm quân một câu lạc bộ đang ở giai đoạn chuyển giao như Man United. Chia sẻ với Sky Sport News trước trận derby thành Manchester, Gary bàn luận về vị trí huấn luyện viên trưởng của Man United. Ông nói, ở triều đại của Moy và Sonsa, số phận của họ được quyết định sau các trận đấu với Man City và Liverpool. Ten Hag sẽ có một trận đấu với Man City, hai lần đối đầu với Liverpool và tháng tới. Công việc của Ten Hag sẽ được đánh giá dựa trên kết quả các cuộc đồng đội này. Tập đoàn Ineo không đợi đến cuối mùa giải để đưa ra quyết định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!